Bây giờ các con ơi đứng lên, đứng lên, đứng lên. Trong giờ này mà các bạn đứng lên. Các bạn ơi, mình đứng lên. Ai muốn nhận quà, đứng lên trong giờ đen coi. Đứng lên nè các bạn ơi. Sẵn sàng nha. Ai nhảy đẹp nhất là trong giờ này em tặng phần quà đủ trà bá cho bạn đó luôn. Các bạn đứng lên. Rồi các con ơi, tay đâu là tay đây? Đứng lên các bạn ơi. Các con sáng chưa ăn sáng hả? Sao yếu sườn vậy? Tất cả các bạn đứng lên nè. Đứng rồi. Lên nè. Bây giờ rồi các bạn đứng tại chỗ nha, không có chạy nha, bây giờ mình đứng thôi. Bây giờ xin mời âm nhạc chuẩn bị nha. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy một bài rất là quen thuộc trước cho các con ơi, nghe nhạc nhảy liền nha. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một điểm nhảy nữa.